với thị trấn Gomez. Ở đây bạn có thể tìm thấy nhiều loại nhà hàng khác nhau. Bạn có thể nấu rất nhiều món ăn ngon ở nhà hàng Trung Hoa. Hãy đến thử ngay nhé! Hay muốn ăn bánh sandwich? Hãy làm một cái cho cậu ấy. Bánh sandwich. Chào mừng bạn đến với nhà hàng của Gấu Trúc. Các món ăn sẽ được bê ra ngay bây giờ. Xúc xích. Dưa chuột. Rau non. Bột mì. Dầu ô liu. Đường. Sữa. Nước. Bánh mì nướng. Hãy bật bếp ga lên và xào món ăn nào. Bơ. Trứng. Mì chính. Muối. Món ăn đã được hoàn thành. Hãy tắt bếp đi nào. Miếng bánh mì nướng. Rau non. Rau non. Trứng rán. Miếng bánh mì nướng. Dưa chuột. Xúc xích. Dưa chuột. Xúc xích. Mayonnaise. Miếng bánh mì nướng. Món ăn của bạn đây. Bánh sandwich. Hahahaha.